Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc đây và xin cảm ơn các bạn lại tiếp tục theo dõi và quay lại cái kênh video của Lộc. Thì thật ra thì cái video này Lộc muốn chia sẻ và trả lời câu hỏi, đó là anh em vẫn hỏi Lộc đó là Lộc còn sửa chữa đàn violo và còn cung cấp dịch vụ điều hòa hay không, sửa chữa và buôn bán điều hòa hay không. Thì thực ra thì cái việc buôn bán và bảo dưỡng điều hòa là có lẽ nó sẽ gắn kết với mình hết cả đời. Cho nên là mình sẽ nói thật với các bạn là buôn bán và bơm ga, bảo dưỡng điều hòa, phân phối lắp đặt điều hòa nó sẽ gắn kết với mình suốt cả cuộc đời này. Mặc dù là mình có làm nghề gì thì cái nghề điều hòa sẽ không bao giờ mình bỏ nó. Vì mình đã xác định là mình thích nó rồi và mình làm nó. Thứ nhất, đấy còn vấn đề là làm Lộc còn nhận sửa đàn hay không? Thì thật ra nói đúng là anh em thấy mình kỳ này đấy, đi lái taxi và tập trung cho công việc lái taxi nên anh em mới hỏi như vậy. Thì Lộc biết là bởi vì anh em nghĩ là mình sẽ bỏ nghề, nhưng mà nói thật là mình sẽ không bỏ nghề. Nhưng mà về cái việc sửa đàn piano thì Lộc cũng nói luôn các bạn là đàn sửa đàn piano, đàn organ thì chia sẻ thật với các bạn là với thời điểm hiện tại là mình cũng không còn cảm thấy hứng thú mấy công việc sửa chữa đàn piano và đàn organ nữa, không hứng thú mấy. Và Lộc cũng xác định luôn là về cái việc sửa đàn piano và đàn organ thì thiện chí, anh em nào thiện chí thì mình sẽ sửa, và thiện chí là sẽ thiện chí như thế nào và như thế nào để được coi là thiện chí và mình sẽ sửa. Bởi vì thật ra nói thật và chia sẻ thật các bạn là về cái tài năng sửa chữa đàn, khả năng sửa chữa đàn piano và organ của mình nó có giới hạn, nó có hạn chế, tức là mình không có giỏi, không giỏi như người ta. Thì mình không phải bệnh nào, không phải cái nỗi nào của cái đàn piano mình cũng sửa được, và nó rất là hạn chế bởi vì là về cái vấn đề linh kiện thay thế của cái đàn nó rất là hiếm, và với khả năng của mình là mình không kiếm được để thay thế cho những con đàn nó có linh kiện bị hỏng. Thì thật ra nói đúng là như thế, cho nên là nó không còn hứng thú lắm cho cái việc sửa chữa đàn. Còn về những cái ban bệnh dễ và có thể sửa được thì nó cũng không muốn đi sửa nữa, mà Lộc thật ra là Lộc muốn là khách hàng sẽ đến cái cơ sở của Lộc để Lộc không phải di chuyển. Bởi vì thật ra di chuyển rất là vất vả, và cái sửa đàn thì mang theo rất nhiều đồ, và mình di chuyển đi sửa đàn ấy, mình đã làm mất đồ, mình làm mất đồ nên cho nên mình không muốn di chuyển đi sửa đàn. Thật ra là mình rất muốn là khách sẽ vác đàn đến nơi mình. Nhưng mà thật ra thì có những cái đàn nó như cái đàn đằng sau các bạn nhìn thấy, cái đàn vỏ gỗ này nó nằm chết một chỗ thì các bạn không thể nào di chuyển được, nó rất là khó để các bạn bê vác đi và mang vác đi để di chuyển. Thì những cái đàn đó Lộc vẫn sẽ đến nhà khách để sửa chữa cho khách, nhưng cái khả năng đấy và Lộc phục vụ đấy thì Lộc sẽ phục vụ là gần thôi. Còn những anh em ở bên phố và những địa điểm khác xa thì anh em có thể liên hệ những cái chỗ địa điểm sửa chữa khác để họ sẽ giúp đỡ anh em tốt hơn. Bởi vì Lộc ở bên Thủy Nguyên này chắc là cũng chỉ phục vụ được quanh trong bán kính là 10 cây số đổ lại thôi. Sang phố thì cũng rất là ngại và chui vào những ngóc ngách cũng rất là ngại. Đấy. Và mình cũng nói thẳng luôn là cái đàn này nó có những ban bệnh không sửa được bởi vì nó không có linh kiện thay thế. Thứ nhất, thứ hai là cái việc cái đàn hỏng nó không dễ như là các bạn sửa chữa điện thoại hay là những cái món đồ điện tử khác, nó cơ bản nó dễ sửa và nó có đồ đạc để thay thế, cho nên là đa phần là đến là để kiểm tra hộ thôi. Nếu như mà làm được thì cũng lấy khoảng tầm 200-300 nghìn cũng không cao. Đấy, thì thật ra nói đúng các bạn, di chuyển đi để sửa một cái đàn thì đã mất tiền xăng rồi, chưa kể nó mất tiền công và thời gian. Mà có những lần ấy Lộc đi sửa đàn ấy, nói thật với các bạn, nói đúng là đến không sửa cho khách và không làm được, nhưng mình vẫn mất công đến, vẫn mất công thời gian và vẫn công làm việc. Nhưng mà khách hàng ấy, khi mình ra về ấy, thì khách hàng cũng không lỡ cho mình 20 hoặc 30 để mình đổ xăng đi về.
Mình không được bù tiền xăng, mình mất công mất thời gian rồi, nhưng mà ngay cả tiền xăng khách cũng không nỡ là bảo thôi thì em đã đến mất công làm nhà anh, tuy không được thì tụi anh vẫn gửi em 20-30 tiền xăng em đi về, nhưng khách cũng không có cái tấm lòng đó, không có cái tấm lòng giúp đỡ cho người thợ, họ không sửa được nhưng mà không giúp đỡ cho họ 20-30 để họ tiền xăng đi về, cho nên là đâm ra là mình cũng chán, nên là mình không muốn di chuyển xa để đi sửa chữa nữa. Đấy, ví dụ như cái đàn này đấy, Lộc bán cho các bạn, Lộc lãi khoảng tầm 1-2 triệu rồi đấy, bán một cái đàn 20 triệu, Lộc lãi khoảng 2 triệu rồi, thì mình đi bảo hành hoặc đi đấy thì mình cảm thấy mình còn đỡ buồn đúng không, chứ đây thì mình là người thợ thôi đấy, bỏ công bỏ sức rồi bỏ ấy là, nhưng mà không sửa được, nhưng khách cũng không nỡ là bù cho mình 20.000 tiền xăng, khách cũng chỉ nói anh cảm ơn rồi chú về nhé, cũng chỉ nói được câu lời cảm ơn thì nó cũng ra, đúng ra thì nhận thì nó cũng vui đấy, nhưng mà thực ra nó không phải là hạnh phúc lắm đâu trong cái công việc và cái nghề nghiệp, thì đâm ra là lại cộng thêm cả cái việc đi rồi làm rơi mất đồ, rồi chỉnh choáng làm rơi mất đồ, hao hụt kinh tế, cho nên là mình cũng không muốn đi sửa chữa cái đàn này nhiều và cũng không có thiện chí lắm, cho nên là anh em nào muốn sửa chữa đàn thì bố trí cái đàn có thể vận chuyển được thì vận chuyển đến chỗ mình, còn không được thì mình sẽ di chuyển đến, nhưng với điều kiện là mong là anh em sẽ có cái tấm lòng giúp đỡ, nếu như mà mình không thể sửa được thì anh em có giúp đỡ cho mình đôi ba đồng tiền xăng đấy, cái thứ hai. Và cái thứ ba nữa là anh em ở xa, tức là anh em ở Hải Phòng hoặc là những vị trí xa với cái nhà Lộc mà anh em gọi Lộc ấy, thì xin nhớ rằng là chắc là nó sẽ từ chối khéo, là anh em nên tìm những cái cơ sở nó gần với chỗ anh em để cho anh em sửa chữa cái đàn của mình, những cái cơ sở sửa chữa nó gần, thế anh em ví dụ nó có kêu oan hay là có vấn đề gì có thì sau khi mà sửa chữa thì anh em có vấn đề gì mà cái bệnh nó tái diễn lại hoặc là bất cứ vấn đề gì thì nó cũng dễ cho anh em khi đi kiện cáo đấy, đến thợ đấy, thì thật ra là nó như vậy. Thì trong cái video này thì Lộc muốn nói một cái nữa, đó là thật ra đấy, chúng ta từng sống và chúng ta biết rằng ấy là con người có tiền đấy, thì là có quyền đúng không, là tôi mất tiền ra tôi thuê anh, nó mất tiền ra tôi mua cái đàn này đấy, là tôi mất tiền cho người có tiền đấy, thì tôi có quyền, và cái thái độ đó nó xảy ra trên nhiều người khác nhau, và Lộc rất là bực mình với một số các người anh em. Lộc thì chẳng biết như thế nào, Lộc thì chẳng biết anh nào nói đúng nó như vậy, thì thật ra đấy là mình đi làm công thôi đấy, mình là người làm thợ làm thôi đấy, sửa được hay không sửa được thì nó cũng là cái gọi là công việc nghề nghiệp đấy, sửa được hay không sửa được nó là cái nghề nghiệp. Thế nhưng mà có một số người có cái thái độ đó là mình tao là người có tiền, tao thuê mày đến mày phải sửa cho tao đấy, sửa được thì cái tiền, không sửa được thì thôi đấy, cái thái độ của cái người chủ, của cái người gọi thợ đến sửa rất là cao sang, và nói rằng là trước anh mua hay là chú mua cái đàn này hay là chị mua cái đàn này 20-30 triệu, rồi là đánh về đây 20-30 triệu này thế khác, rồi là có cái đàn này sang trọng rồi này, giá trị rồi là Mỹ Nhật với lại này khác, nói thật này một cái đàn ấy nó đã hỏng rồi thì chỉ đáng quá giá vài trăm nghìn thôi, thậm chí là một cái đàn đã hỏng rồi mà không có linh kiện thay thế thì chỉ vứt xác thôi. Đấy, chỉ lấy được loa với lại vớ vẩn thôi, không cần giá trị gì mấy đâu, cho nên ấy, đừng có nói là đã gọi thợ đến sửa, đừng có tính tướng là làm đàn mua bao tiền bao tiền. Thứ nhất, thứ hai là mình không thích cái những người mà cứ cậy là tôi là người có tiền, tôi không thuê thợ này thuê thợ khác, thật ra thì mình chỉ chưa chưa lấy tiền xăng đâu, mình chưa đòi cái gì đâu, mình chưa cần cái gì cả, nhưng mà cái thái độ của những người cậy mình có tiền nên thích này khác thì mình, nên là đâm ra Lộc không có thiện chí lắm. Còn khách hàng thì đối với Lộc nó không phải là thượng đế đâu, khách hàng cũng chỉ là người trả tiền thôi
Nhưng cảm giác phục vụ được, phục vụ thôi, nó không 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 có thái độ khách hàng thượng đế. Bởi vì mình có lãi được nhiều, mình bỏ tiền công là mình chỉ lấy được 200-300 nghìn, mất công mình di chuyển, mình đến mình nghỉ học, mình làm, mình chỉ lấy 200-300 nghìn thôi. Lộc chưa sửa một cây đàn nào, Lộc lấy quá 300 nghìn. Nó thật các bạn, chưa sửa cây đàn nào Lộc lấy quá 300 nghìn, luôn luôn dưới 300 nghìn, bởi vì những cái lỗi nó không đáng giá thay thế. Thì chỉ có cái nào mà cả tiền công tiền cung rồi các thứ là 350 là cùng đấy, là mình bán cả nguồn hay là bán cả cầu chi này khác, là mình để lại linh kiện lại thì mình mới lấy được khoảng 350, chứ còn chưa bao giờ lấy nhiều tiền. Nhưng mà khách có những cái thái độ rất là mình rất là không thích đấy. Và thật ra thì mình cũng đi sửa những cái đàn và của những cái gia đình thì họ cũng rất là tốt bụng đấy, mình cũng lấy 150 hoặc 100 thôi thì họ cũng cho 200. Đấy, có những người thì họ rất là tốt, còn ngược lại thì có những khách thì nó rất là thái độ thì mình không thích nào. Bởi vì thường là những người có tiền mà để mua được cái đàn piano để chơi thì nghĩ rằng mình là con người sang trọng và thường có cái thái độ sang chảnh, thế đâm ra là thực ra là không có hứng thú để đi sửa chữa và làm cái nghề đàn này nữa. Thật ra là anh em nên là anh em có thiện chí, nói đúng thiện chí, anh em cứ hiểu như vậy đấy, cứ là một người thợ thì anh em hiểu được, và anh em xem video này anh em mới hiểu được thiện chí thì Lộc sẽ giúp được hết sức của Lộc thôi. Và Lộc cũng nói thật với anh em là cái khả năng sửa chữa của Lộc nó cũng có hạn chế, nên là đất Hải Phòng hay là bất cứ một thành phố nào hay là đất ở đâu đều có những người giỏi hơn rất là nhiều và họ tài hơn rất là nhiều đấy. Thì anh em nên liên hệ và đến với những cái cơ sở như vậy thì họ sẽ giúp đỡ anh em đấy. Họ cứ lấy anh em khoảng 700-800 rồi họ sẽ giúp anh em rất là nhiệt tình đấy. Thậm chí là có những lỗi họ lấy anh em vài triệu thì chắc chắn họ sẽ sửa cho anh em đấy. Thì rất là dễ nói chuyện với những cơ sở như vậy, chứ còn mình thì gọi là thợ cỏ thôi, thợ cỏ đấy, đi sửa được cái nào thì ăn, không sửa được thì mình thôi. Nhưng mà mình sẽ nói thật là sẽ không còn hứng thú nhiều lắm với cái nghề sửa đàn, nhưng mà mình làm được thì nó giúp đỡ những người thật sự có thiện chí mình sẽ giúp đỡ đấy. Thì đấy là những vấn đề như vậy. Còn việc buôn bán và bảo dưỡng cũng như là cung cấp dịch vụ điều hòa thì mình vẫn sẽ làm cho đến suốt cuộc đời mình. Còn anh em nào mà muốn sửa chữa bình nóng lạnh hay là những cái vật dụng thiết bị điện khác thì anh em nhớ là những cái đấy thì mình làm gọi làm thêm làm đến thì mình vẫn cứ làm nhé. Thì đấy là mình chia sẻ với anh em như vậy, là một thật sự là một người thợ thì nó không giống như là không không giống như là những cái ngành nghề khác, nó không được sang trọng, nó không được đấy lắm. Nhưng mà hy vọng là anh em sẽ có một cái tấm lòng với những người thợ. Thế thôi, thì trong video này để trả lời như vậy thì anh em hiểu được rằng cái nghề piano sửa chữa đàn nhạc mình sẽ không còn thấm thiết với nó lắm nha. Thì có khả năng là rồi dần dần mình sẽ trong tương lai không xa thì mình cũng sẽ gọi là dừng lại nó, nếu như cảm thấy không 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 thích nữa nha. Thì đấy là thật sự là như vậy, nói thật và đúng là mình là con người thật đấy, và mình là nói thật đấy. Có thể là sẽ mất lòng với nhiều người và cũng như là động chạm đến nhiều con người thì xin anh em tha thứ thế thôi. Còn cái gì trong lòng thì nó cũng xin muốn được nói ra để cho nó nhẹ nhàng đấy. Thì thật ra là cũng có lỗi với nhiều nhiều khách hàng, có lỗi nhiều khách hàng đó là không thể phục vụ khách hàng được, thì thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi trong video này. Và xin cảm ơn các bạn đã xem hết video này nhé. Bye bye các bạn.